cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với sắc chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học thế nào là nên đối với thọ tưởng hành thức chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với nhãn xứ chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học thế nào là nên đối với nhĩ tĩ thể thân ý xứ chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với sắc xứ chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học thế nào là nên đối với thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với nhãn giới chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học thế nào là nên đối với nhĩ tĩ thể thân ý giới chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với sắc giới chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học thế nào là nên đối với thanh hương vị xúc pháp giới chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với nhãn thức giới chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Thế nào là nên đối với nhĩ tĩ thể thân ý thức giới chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với nhãn xúc chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Thế nào là nên đối với nhĩ tĩ thể thân ý xúc chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Thế nào là nên đối với các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với địa giới chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Thế nào là nên đối với thủy hỏa phong không thức giới chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với vô minh chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học? Thế nào là nên đối với hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, thủ hữu xanh lão tử sầu than khổ yêu não chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học